Ủa chị Vy, sao chị hay có mấy gì lạ lạ quá vậy? Cho em xài ké thôi. Không bé ơi. Không má, không bắt chen má. Không có trò đâu má. Ghế ghề à, đi mua đi. Không chỉ sao tao mua. Đợi một chút. Như mọi người đã thấy thì trên tay mình đang là em quạt xài cầm tay Hoco F15. Ta-da. Em này nhẹ, gọn, trắng như bông bưởi nha. Thiết kế cầm nắm rất là vừa tay nha. Mấy bà ai mà bị phong thấp hay đổ mồ hôi tay á thì yên tâm. Giờ không thích cầm thì đeo cổ nè. Bonus sợi dây tươi lắm mấy bà ơi. Đó thấy chưa, bẻ gập 90 độ thoải mái luôn. Chống tay gọi, làm gì làm, vướng bận gì đâu. Bây giờ không đeo, không cầm. Thích để một chỗ đó được không? Có đế lót nè ha. Có thêm khúc đựng điện thoại nữa nè. Không ngờ tới đúng không? U là trời ơi, nó tiện hú hồn luôn. Lướt web xem phim ta nói mát gửi à. Tổng cộng có 3 tốc độ gió khác nhau hả mấy bà? Này là mát vừa nè. Mà Thư thấy cái này nó cũng không vừa lắm. Cái này nó hơi nhẹ nha. Còn cái này á là mát vừa hơn nãy chút nè. Rồi tới cái này là mát hù hù luôn nè. Pin em này dung lượng cũng khá là trâu nha, 2000 mAh, sử dụng được lâu, cực kỳ phù hợp mang đi du lịch, cắm trại, đi học. Nhưng mà nói chung là mang theo bên mình gọn lắm, đeo như tôi cho nó khỏe. Mọi người ơi, đồ ngon nha.